Chào mừng các em đã đến với môn khoa học tự nhiên 6. Thức ăn không được bảo quản hợp lý và đúng cách sẽ rất dễ bị ôi thiêu. Vậy nguyên nhân nào làm cho thức ăn dễ bị ôi thiêu? Việc sử dụng các loại thức ăn ôi thiêu đó có sẽ có tác hại gì? Cô trò mình tìm hiểu bài 27 vi khuẩn. Nội dung bài 27 gồm có 2 phần. Một là mã đặc điểm của vi khuẩn, hai la mã vai trò của vi khuẩn. Chúng ta tìm hiểu một la mã đặc điểm của vi khuẩn. Các em quan sát hình dạng của vi khuẩn. Trực khuẩn lỵ gây bệnh kiết lỵ. Trực khuẩn đường ruột gây bệnh tiêu chảy. Tụ cầu khuẩn gây nhiễm khuẩn trên da. Liên cầu khuẩn gây nhiễm khuẩn đường hô hấp. Xoắn khuẩn gây bệnh vàng da. Và phẩy khuẩn tả gây bệnh tả. Sau khi quan sát hình, em có nhận xét gì về hình dạng của các loại vi khuẩn? Sau khi quan sát hình, ta thấy vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, điển hình là 3 dạng: hình que, trục khuẩn lỵ; hình xoắn, xoắn khuẩn gây bệnh vàng da; hình cầu, tụ cầu khuẩn. Các em chép bài phần này vô tập cho cô. Vi khuẩn có kích thước nhỏ bé, mắt thường không quan sát được. Muốn quan sát được, ta phải quan sát dưới kính hiển vi. Với kích thước nhỏ bé như vậy, vi khuẩn sống ở đâu? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta tìm hiểu về môi trường sống của vi khuẩn. Môi trường sống của vi khuẩn trong nước, nhất là nước bẩn, có nhiều loại vi khuẩn. 1 cm khối nước này có tới hàng chục vạn vi khuẩn. Vi khuẩn ở trong đất. Trong một gam đất ở cánh đồng có tới hàng trăm triệu vi khuẩn, đặc biệt đất tốt giàu chất hữu cơ, có tới 6 đến 8 tỷ vi khuẩn. Ngược lại, một gam đất ở sa mạc chỉ có tới vài vạn vi khuẩn. Vi khuẩn trong thức ăn, vi khuẩn trong ruột người, vi khuẩn bám trên quần áo bẩn và vi khuẩn trong không khí. 1 cm khối không khí ở thành phố cũng có tới hàng chục vạn vi khuẩn. Nhưng không khí trong lành ở biển hoặc rừng núi thì số lượng vi khuẩn có rất là ít. Các em hãy nhận xét cho cô về môi trường sống của vi khuẩn trong tự nhiên. Chúng ta thấy là môi trường sống của vi khuẩn rất là đa dạng và thường phân bố với số lượng rất là lớn. Một vài hình ảnh vi khuẩn sống trên cơ thể sinh vật khác. Chó bị ghẻ. Vi khuẩn gây mụn trứng cá ở người. Vi khuẩn gây vàng lá ở cây họ cam. Vi khuẩn gây bệnh lát đồng tiền ở người. Em có nhận xét gì về sự phân bố số lượng của vi khuẩn trong tự nhiên? Chúng ta thấy là vi khuẩn trong tự nhiên phân bố rất là rộng rãi. Trong đất, trong nước, trong không khí và cả trong cơ thể sinh vật thường với số lượng lớn. Vi khuẩn là cơ thể đơn bào. Bằng kiến thức đã học, em hãy xác định thành phần cấu tạo nên vi khuẩn bằng cách là các em hãy chú thích từ 1 đến 4 cho cô. 1 là màng tế bào được thể hiện bằng màu vàng ngay phần hướng chỉ của mũi tên. 2 là tế bào chất. 3 là phùng nhân ở giữa. Đối với vi khuẩn, bên ngoài màng tế bào còn có thêm một lớp nữa được thể hiện bằng màu xanh lá cây theo hướng chỉ của mũi tên. Đây chính là thành tế bào. Ngoài ra, một số vi khuẩn còn có thêm lông bơi hay roi để có thể di chuyển được. Như vậy, các em thấy vi khuẩn là những cơ thể đơn bào nhưng sơ. Cấu tạo một vi khuẩn gồm có thành tế bào, màng tế bào chất và phùng nhân. Ngoài ra, một số vi khuẩn còn có lông bơi hoặc roi bơi để di chuyển. Các em chép bài phần này vào tập cho cô. Sau khi đã tìm hiểu về cấu tạo của vi khuẩn, em hãy tìm điểm khác nhau giữa vi khuẩn và virus. Chúng ta xem, virus thì có cấu tạo là chưa có cấu tạo tế bào. Còn vi khuẩn, cấu tạo là tế bào nhưng sơ. Virus thì sống bắt buộc phải sống ký sinh nội bào. Còn vi khuẩn là không bắt buộc sống ký sinh nội bào. Đó là điểm khác nhau giữa vi khuẩn và virus. Gì sẽ xảy ra khi xác động thực vật nằm trong đất? Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta tìm hiểu phần tiếp theo, vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên.
xác động vật và lá cây được ký hiệu bằng mũi tên màu vàng, rủ xuống đất, được vi khuẩn ở trong đất phân hủy thành bùn, rồi thành muối khoáng cung cấp cho cây sử dụng để chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống cơ thể. Như vậy, các em thấy, trong tự nhiên, vi khuẩn tham gia vào quá trình phân hủy xác sinh vật chết là một mắt xích trong chu trình tuần hoàn vật chất của tự nhiên. Trong lá bèo hoa dâu có một loài khuẩn lam cộng sinh là loài khuẩn bèo dâu, có khả năng chuyển nitơ tự do thành dạng muối dễ hấp thụ như một số vi khuẩn. Vì vậy, trong nông nghiệp, bèo hoa dâu được dùng làm phân xanh có giá trị. Một số vi khuẩn cộng sinh với rễ cây họ đậu tạo thành các nốt sừng có khả năng cố định đạm. Do đó, trong các cây họ đậu có nốt sừng sẽ bổ sung được nguồn chất đạm cho đất. Vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên là chuyển nitrogen trong không khí thành chất đạm giúp cây hấp thụ, phân giải xác sinh vật và chất thải động vật thành các chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ. Gì sẽ xảy ra nếu trong đất không có vi khuẩn? Nếu trong đất không có vi khuẩn thì xác sinh vật sẽ không bị phân hủy, chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên không xảy ra. Chúng ta tìm hiểu vai trò của vi khuẩn trong đời sống con người. Nhiều vi khuẩn gây hiện tượng lên men và được con người sử dụng để chế biến một số thực phẩm như làm sữa chua, muối dưa cà, làm nước mắm và làm giấm. Vi khuẩn còn có vai trò trong công nghệ sinh học, tổng hợp protein, vitamin B12, axit glutamic để sản xuất bột ngọt, làm sạch nguồn nước thải và môi trường nói chung, sản xuất các sợi thực vật. Bên cạnh các vi khuẩn có ích, có rất nhiều vi khuẩn gây hại. Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Một vài bệnh do vi khuẩn gây ra. Ví dụ bệnh tả, do vi khuẩn tả gây nên, người mắc bệnh có các biểu hiện tiêu chảy, nôn, sốt cao, đặc biệt thường gặp ở trẻ em, bệnh lây truyền qua con đường ăn uống. Bệnh lao phổi do vi khuẩn lao xâm nhập vào phổi gây nên. Người mắc bệnh có các biểu hiện ho kéo dài, sốt, mệt mỏi. Bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người bệnh. Bệnh nhiễm khuẩn da. Nhiễm khuẩn da do vi khuẩn tụ cầu vàng gây nên. Khi khuẩn xâm nhiễm vào các vùng da bị tổn thương, gây sưng đỏ. Bệnh dễ lây lan khi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật dụng có chứa tác nhân gây bệnh. Hoàn thành bản biểu, người ta cho sẵn tên bệnh là bệnh tiêu chảy, tác nhân gây bệnh trực khuẩn đường ruột, biểu hiện bệnh như thế nào. Và bệnh thứ hai, tác nhân gây bệnh là vi khuẩn lao, tên bệnh là gì, biểu hiện bệnh của nó như thế nào. Các em quan sát hình rồi các em làm cho cô. Tên bệnh tiêu chảy, tác nhân gây bệnh là trực khuẩn đường ruột, biểu hiện của bệnh tiêu chảy: buồn nôn, nôn, đau bụng, đau đầu, tiêu chảy. Còn tác nhân gây bệnh là vi khuẩn lao. Như vậy tên bệnh sẽ là gì các em? Là bệnh lao phổi. Và biểu hiện của bệnh lao phổi là gì? Ho ra máu, sốt, tức ngực, mệt mỏi, sút cân. Giới thiệu với các em một vài bệnh do vi khuẩn gây ra ở người: nhiễm trùng da, mụn trứng cá, bệnh tay chân miệng và ngộ độc thực phẩm là do vi khuẩn gây ra ở người đó các em. Vi khuẩn không chỉ gây bệnh cho con người mà còn gây bệnh cho vật nuôi và cây trồng. Bệnh tả ở gà, bệnh than ở kiều, bệnh trỏ rồng ở nhãn và bệnh vàng lá ở cam. Theo em, bệnh do vi khuẩn gây ra có thể lây truyền theo con đường nào? Cô ví dụ về bệnh hương hàn lây truyền qua những con đường sau: sử dụng nguồn nước bị nhiễm khuẩn hương hàn, ăn thức ăn có ruồi nhặn lây nhiễm vi khuẩn từ môi trường, ăn hải sản được lấy từ nơi có nguồn nước nhiễm khuẩn, không rửa tay sau khi sử dụng toilet có chứa vi khuẩn hương hàn, ăn rau sống được chăm bằng phân bón nhiễm khuẩn, dùng sữa chua và các chế phẩm từ sữa bị nhiễm khuẩn. Còn bệnh kiết lì thì sẽ lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh hoặc thức ăn, nước uống bẩn. Như vậy, chúng ta thấy vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua con đường ăn uống là chủ yếu. Chúng có thể lây nhiễm thông qua việc sử dụng thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh, qua tiếp xúc trực tiếp với nguồn gây bệnh, qua đường không khí, hô hấp. Em hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh do vi khuẩn gây ra.
À, chúng ta phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng hay vùng dịch. Phải rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh môi trường sống sạch sẽ. Ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi. Và chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh đúng bệnh, đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ. Hồi nhỏ cứ ốm là mẹ mình lại đi mua thuốc về bắt uống. Mà mình thì không khói thuốc một tí nào, nhưng cũng phải uống thôi. Mà uống nhiều mới thấy là hay có một loại thuốc gọi là kháng sinh. Mà hồi đó thì chưa hiểu nó là gì. Cho đến khi hiểu bản chất của kháng sinh thì tớ đã giật mình vì biết rằng hóa ra lâu nay mình đang tự hại mình. Và rất nhiều người cũng đang như vậy. Thế thì thuốc kháng sinh là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Và qua đây các bạn cũng sẽ hiểu tại sao mình lại nói rằng chúng ta đang tự hại bản thân khi sử dụng thuốc kháng sinh không đúng cách. Về cơ bản thì các bạn cứ hiểu thuốc kháng sinh là một loại thuốc có chức năng là diệt con vi khuẩn hoặc kìm hãm sự phát triển sinh trưởng của con vi khuẩn. Các bạn nhớ là vi khuẩn chứ không phải virus nhé. Con vi khuẩn nó to béo hơn con virus rất nhiều. Nếu bạn đặt virus và vi khuẩn cạnh nhau thì giống như kiểu để trái đất gần với mặt trăng vậy. Về nguồn gốc, người ta đã sử dụng thuốc kháng sinh từ xa xưa, nhưng cho đến gần đây nó mới được định nghĩa một cách đầy đủ và chính xác và có tên gọi chính thức là thuốc kháng sinh. Phở sơ khai cho thấy con người đã từng dùng thuốc kháng sinh để chữa bệnh, đó là dùng nấm mốc trên đậu phụ để đắp vào các vết thương. Rồi sau đó nữa thì họ lại dùng nấm mốc mọc lên từ bánh mì, ngô hay thậm chí là giày da cũ để mốc, lấy cái mốc đó đắp vào vết thương và thấy rằng nó mang lại nhiều công dụng. Cho đến năm 1928, Fleming là một nhà vi khuẩn học. Trong khi kiểm tra cái đĩa nuôi cấy chứa vi khuẩn, ông đã phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Đó là nấm xuất hiện trên đĩa vi khuẩn và cứ xung quanh những tảng nấm thì vi khuẩn lại bị phá hủy và chết. Ông cho rằng nấm này đã tạo một chất giết chết vi khuẩn. Tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng ông đã tìm ra trong loại nấm này có một loại chất. Chất đó có tác dụng diệt một số loại vi khuẩn và nó có tên là penicillin, chính là ông tổ của các loại kháng sinh trên thế giới. Về sau, y học phát triển hơn, người ta đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để đi tìm chất kháng sinh, nghĩa là tìm các chất tương tự như chất trong cây nấm kia, có tác dụng diệt vi khuẩn. Khó ai ngờ, nơi mà các nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới cắm đầu vào để tìm kiếm lại chính là những vũng bùn, những mương nước thải hoặc thậm chí là những bãi rác để lâu bốc mùi dữ dội. Nhờ công cuộc tìm kiếm đó, ngày nay chúng ta có rất nhiều các loại chất được sử dụng để làm thuốc kháng sinh. Không hề mê tín khi nói rằng chúng ta đã được cứu sống từ những bãi rác và mương nước hôi thối. Như vậy, có lẽ các bạn đã hình dung được thuốc kháng sinh là gì. Thì đó là một loại thuốc được chiết ra từ các chất. Các chất này là có nguồn gốc từ nấm mốc, xạ khuẩn hoặc các sinh vật khác. Ngày nay khoa học còn tạo ra được các chất này từ hóa học, không nhất thiết phải lấy từ các sinh vật kia nữa. Thuốc kháng sinh, khi được uống hoặc tiêm vào cơ thể, thì chất kháng sinh trong thuốc sẽ tìm đến và xử tử các loại vi khuẩn, hoặc ít nhất cũng làm cho nó bại liệt, không thể phát triển bình thường. Về cơ bản thì thuốc kháng sinh là tốt, nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng không đúng thì sẽ gây hại rất lớn đối với cơ thể. Không phải cứ ốm là uống thuốc kháng sinh. Các bạn đã hiểu, thuốc kháng sinh là thuốc diệt vi khuẩn. Thế nên chỉ khi nào cơ thể bị vi khuẩn tấn công thì mới nên uống. Còn ốm do virus thì có uống kháng sinh vào cũng chả có tác dụng gì. Mà ngược lại, còn rất nguy hiểm. Đó là bởi vì, thứ nhất, trong cơ thể chúng ta có rất nhiều loại vi khuẩn. Vi khuẩn gây hại có, vi khuẩn không gây hại có. Và có cả những bạn vi khuẩn tốt nữa. Nếu chúng ta uống nhiều kháng sinh sẽ vô tình giết chết cả những bạn vi khuẩn tốt. Một số nhu cầu của cơ thể do vi khuẩn tốt hỗ trợ sẽ bị ngừng đáp ứng, cơ thể sẽ gặp vấn đề. Thứ hai, khi dùng thuốc kháng sinh không phù hợp, có thể là dùng nhiều quá, có thể là ít quá, hoặc không cần cũng dùng, thì sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn tiếp cận và quen với chất kháng sinh. Vi khuẩn sẽ biến đổi để chất kháng sinh không còn giết được nó nữa, rồi con vi khuẩn đó lại sinh sôi nảy nở. Dần dần thuốc kháng sinh sẽ bị vô hiệu với loại vi khuẩn này. Người ta gọi đó là hiện tượng kháng lại kháng sinh. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi một cơ hội để tiêu diệt vi khuẩn. Thứ ba, thuốc kháng sinh có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ đối với cơ thể như đau dạ dày, buồn nôn, chuột rút, tiêu chảy. Và với những trường hợp không may bị dị ứng thì còn những vấn đề nghiêm trọng hơn có thể xảy ra.
thì còn như vậy qua video này các bạn đã biết thuốc kháng sinh là loại thuốc giúp diệt vi khuẩn chứ không phải cứ ốm thì uống, và cũng biết cách người ta tạo ra thuốc kháng sinh là nhờ tổng hợp các chất kháng sinh từ nấm mốc hay các sinh vật khác. Quan trọng nhất, các bạn biết rằng nếu lúc không cần mà cứ uống bừa kháng sinh, đến lúc vi khuẩn tấn công thật, dù kháng sinh lại không có tác dụng, thì đó chính là tự hại mình. Vậy thôi, các bạn có thể ủng hộ kiến thức thú vị bằng cách mua các khóa học ở phần mô tả và comment của video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Như vậy các em thấy vai trò của vi khuẩn, mặt có lợi của nó là gì? Phân giải xác sinh vật và chất thải động vật thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. Sử dụng trong chế biến thực phẩm, làm sữa chua, muối dưa, kè, sản xuất thuốc kháng sinh, xử lý rác thải. Có hại, gây bệnh cho người, vật nuôi và cây trồng, làm hỏng đồ dùng, thực phẩm. Để phòng bệnh thì chúng ta cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống và vệ sinh môi trường. Các em chép bài phần này phô tập cho cô. Tại sao chúng ta ăn sữa chua hàng ngày có thể giúp chúng ta ngon miệng hơn? Vì trong sữa chua có vi khuẩn lactic. Đây là vi khuẩn có lợi hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Chúng ta có nên ăn quà vặt ở những nơi như thế này không các em? Tại sao? Chúng ta không nên ăn vì thức ăn bán ngoài đường không có gì che chắn bảo vệ thì có rất nhiều vi khuẩn xâm nhập, ăn vào rất dễ bị ngộ độc. Vứt xác động vật chết không đúng nơi quy định sẽ dẫn đến những tác hại gì? Môi trường bị ô nhiễm vì vi khuẩn phân hủy xác động vật sẽ gây mùi thối thối ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Em hãy nêu mặt lợi ích và tác hại của vi khuẩn. Lợi ích của vi khuẩn phân hủy các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ, đảm bảo sự cân bằng vật chất trong tự nhiên. Vi khuẩn có ích được ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp và chế biến thực phẩm. Ví dụ, vi khuẩn được ứng dụng dùng trong muối dưa cà. Và các em tuyệt đối không ăn được cà, dưa muối khi chưa chín hoặc đã có ván trắng. Ngoài ra, vi khuẩn cũng có gây hại. Một số vi khuẩn gây bệnh cho người, động vật và thực vật. Ngoài ra, vi khuẩn là nguyên nhân gây hư hỏng thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường sống. Ví dụ, vi khuẩn gây bệnh lao phổi, tiêu chảy. Chúng ta phải làm gì để thức ăn không bị ôi thiêu? Muốn giữ thức ăn không bị ôi thiêu thì chúng ta cần ngăn ngừa vi khuẩn sinh sản bằng cách là làm lạnh, phơi khô, ướp muối. Cho các bệnh ở người, bệnh viêm da, bệnh viêm gan B, bệnh lao phổi, bệnh than, bệnh sốt xuất huyết, bệnh quai bị, bệnh thủy đậu, bệnh COVID, bệnh zona thần kinh, bệnh dại, bệnh lị. Bệnh nào do virus gây nên, bệnh nào do vi khuẩn gây nên? Các bệnh do virus gây nên: bệnh quai bị, bệnh viêm gan B, bệnh COVID-19, bệnh zona thần kinh, bệnh sốt xuất huyết, bệnh thủy đậu, bệnh dại. Và bệnh do vi khuẩn gây nên là bệnh viêm da, bệnh lị, bệnh lao phổi và bệnh than. Các em về nhà học bài, chép bài đầy đủ. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Cô chúc các em học tốt. Thân ái chào các em.